với vai trò là một đối tác và bạn của Kim Anh trong rất là nhiều năm, tôi rất là vui mừng khi có mặt ở một sự kiện trọng đại của Kim Anh. Vì Kim Anh, Nhật Kim Anh là đối tác vàng của Boss Vượt Qua, cho nên Boss Vượt Qua xin thân tặng một cái món quà nguyện, xin Thiên Chúa ở cùng hai em yêu thương nhau cho đến trọn đời. Ngày 22 tháng 12 vừa rồi, Nhật Kim Anh đã xuất sắc giành được giải thưởng Ngôi Sao Xanh, một giải rất là danh giá của điện ảnh Việt Nam. Và hôm nay Thảo cũng thay mặt ban tổ chức đến trao bằng chứng nhận, gửi đến như là một quà, món quà cưới, chúc Nhật Kim Anh và chồng Vũ Lộc trăm năm hạnh phúc. Pop Media ngày hôm nay thì là một cái ngày rất là vui và rất là hạnh phúc của Nhật Kim Anh, và đặc biệt hạnh phúc nhất đó là khi mà mời được anh Thanh Bạch làm MC cho Nhật Kim Anh. Thì bây giờ thì như là tất cả quý vị thấy là tiệc đã tàn rồi, và thì bây giờ là chân Kim Anh là hầu như là không đứng nổi nữa. Không, anh Bạch là người anh cũng rất là chia sẻ với em, bởi vì sao, khách thì đông, mọi người thì tập trung vô cô dâu chú rể hết, nhưng mà anh thấy em có một điều may mắn là mọi người rất là thương, ở xa bất kỳ ở đâu cũng đến và để chúc mừng rất là nhiều nơi. Anh xin được chúc mừng người bạn thân thiết, người đồng cư, tức là cùng ở cùng chung cư. Người ta nói là đồng hương, còn đây là đồng cư, là chung cư. Xin chúc quý vị và các bạn hãy yêu mến Nhật Kim Anh, thì cùng chúc cho Kim Anh và người bạn đời của mình, Vũ Lộc, được trăm năm hạnh phúc. Và tất cả những điều mà chúng tôi chờ đợi đó là một tin vui tiếp theo, có thể là năm sau và năm sau nữa. Cái điều anh Bạch nói thì Kim Anh cũng đang rất là mong, và cũng tiếp lời cho anh Bạch là thật sự Kim Anh cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu mến và ủng hộ cho Nhật Kim Anh trong suốt thời gian qua, và thậm chí đến giờ phút này Kim Anh đã theo chàng về dinh. nhưng mà cũng mong là tất cả quý vị vẫn yêu mến Kim Anh cũng như anh Thanh Bạch tiếp nữa, tại vì cho dù có theo chàng về dinh đi nữa thì Kim Anh cũng không bao giờ bỏ cuộc chơi cả, và vẫn sẽ tiếp trên con đường nghệ thuật mà mình đã yêu mến từ xưa tới giờ. Yeah. Bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị.